Mến chào toàn thể quý vị và các bạn. Chúc quý vị và các bạn có một ngày mới vui vẻ. Trong chương trình video clip ngày nay thì Lan Phong sẽ giải đáp một số thắc mắc câu hỏi của các bác, các anh em và toàn thể quý vị yêu Lan trên cả nước. Trong thời gian gần đây thì có rất là nhiều bác khách gọi điện, nhắn tin hỏi về một số mặt hàng cao cấp. Và cũng thưa với toàn thể quý vị và các bạn, nói đến mặt hàng cao cấp thì trước kia chỉ những anh tay to vườn lớn người ta mới sở hữu được, và ít người có thể sở hữu được những con giống cao cấp. Và trong hiện tại thực tế bây giờ thì nó cũng đã rỉa và nó cũng đã đi về hồi kết, thì cũng rất là nhiều người sưu tầm được. Nhưng xin nhấn mạnh quý vị rằng cái dòng phân khúc cao cấp thì rất ít nhà vườn thì có nhiều và nhân giống nhiều. Số lượng nó đếm chỉ trong đầu ngón tay thôi. Chẳng hạn như các dòng quốc dân thì quý vị sẽ hình dung ra là cả nước sẽ có số lượng đông như cả nước, có nghĩa là như một số con người chúng ta cả nước thì biết là bao nhiêu triệu người. Còn nói đến cao cấp thì nó như là một cái ca sĩ, nghệ sĩ, diễn viên thì nó lại rất là ít đó. Và những ca sĩ nổi tiếng đứng đầu nước Việt Nam thì nó lại càng ít hơn đó. Nó cũng như hình dung như vậy quý vị, nói ngắn gọn là quý vị hình dung ra nào nó thế đó. Và đến hiện tại thì mặt hoa cao cấp thì nó cũng rất là rẻ so với những người làm hoa lan, những nhà vườn. Trước kia thì nó rất là ảo và đến thời đại này thì nó rất là rẻ. Nhưng rẻ, xin nhấn mạnh quý vị, rẻ thì có rẻ thật nhưng nó không có số lượng nhiều tràn lan như quý vị nghĩ. Nó rất là ít và nó rất là hiếm hoi. Nếu hiện nay trên thị trường, nếu mà lan có nhiều nhất quốc dân là Phú Thọ và HO, Yên Thủy, Á Hậu, Mỹ Nhân và một số dòng hồng khác có rất là nhiều. Và như năm ánh trắng thì Bạch Tuyết quốc dân thì cũng có rất là nhiều giống. Còn từ Bạch Tuyết trở ngược lên những dòng cao cấp hơn thì rất là ít giống, nó không có nhiều như quý vị nghĩ. Và tất cả những người mới tập chơi hoa lan thì họ luôn luôn đi về đám đông, hoặc là những người bạn tôi mua cái này, tôi cũng có cái này, mặt bông này tôi cũng có. Và những người bạn của tôi mua một cây chẳng hạn như Bảo Duy 10cm với giá 500.000 đồng, và như bác 10cm bác bán 2 đến 3 triệu đồng và rất là đắt. Và có một bác khách hỏi mua hồng, không nhớ là hồng gì, như bác nói rằng là bác bán 2 triệu với 1 triệu và rất là đắt đỏ. Tôi mua có chỉ đâu đó 400.000. Và hiện tại thì tôi đã mua trên 20 đơn hàng của nhà vườn đó hay là một cái gì đó. Thì thực tế mà nói là thực ra với quý vị và các bác như thế này, để mà chơi lan nó phải trải qua học phí, rồi là những kinh nghiệm kiến thức về cái niềm đam mê hoa lan rất là nhiều. Đối với người mới chơi hoa lan, chẳng hạn như một số kỳ trước mặt hình quý vị đây, thì những người mới chơi họ chỉ nhìn và nhìn nó giống nhau hoàn toàn 100%, sẽ không phân biệt được những cái gì mặt hoa gì. Nhưng đối với những người làm hoa lan chuyên nghiệp thì họ chỉ cần nhìn qua một cái là họ đã nhận biết ra được ngay. Và trong video clip này thì muốn nhắn nhủ tới toàn thể quý vị và các bạn, hãy là những người mua hàng thông thái nhất, thông minh nhất và mua theo một cách cảm nhận của mình, an toàn nhất.
Và trong video clip ngày nay thì Lan Phong sẽ chia sẻ những cái mức giá cực kỳ yêu thương và thực tế nhất để gửi tới toàn thể quý vị và các bạn trên cả nước với cái niềm đam mê hoa lan của mình. Và sau đây cũng không làm mất nhiều thời gian, tâm sự đôi điều cho quý vị. Nếu quý vị mà có tính năng an toàn hoặc là không an toàn thì cũng nên cân nhắc. Và quý vị cũng lưu ý một điều, đừng có nghĩ là tôi sẽ bỏ ra 100-200 ngàn. Chuẩn thì chuẩn mà không chuẩn thì thôi, không quan trọng, nó cũng không đáng bao nhiêu. Nhưng đối với thời đại khó khăn như thế này, để kiếm 100-200 ngàn nó không hề đơn giản một chút nào. Đó quý vị nha. Và mời quý vị đi vào chi tiết đơn hàng ngày nay. Vẫn phải chia sẻ để những kết nối đam mê trên cả nước quý vị nha. Rất là nhiều mặt hàng đa dạng và phong phú. Và trước màn hình quý vị và các bạn đây thì một số dòng rất là đẹp. Chê hay về đẹp. Nó đẹp ngay cả cái con giống nó cũng đẹp quý vị ạ. Đó. Chưa nói gì đến bố mẹ. Như con giống nó cũng đẹp. Quý vị có thể cảm nhận. Và tiếp tục chương trình sẽ chia sẻ quý vị một cái hàng quốc dân, sẽ đi vào tiềm thức của những người yêu hoa lan trên cả nước, là một nàng bạch tuyết. Đó, một mặt hàng quốc dân. Và tới đây sẽ là một cái mặt hàng chủ đạo, chủ chốt trong ngành lan vàng. Đơn số 1, quay cho quý vị chi tiết là đơn số 5. Ghi rất khỏe, rất đẹp quý vị nhé. Chia sẻ mức giá cực kỳ yêu thương cho quý vị và các bạn là 400.000 đồng cho đơn số 5. Cái giống bạch tuyết này thì nó đi rất là nhiều, một năm nó đi 2 vổ quý vị nhé. Đơn số 6 chia sẻ cho quý vị là 450.000 đồng. Rất khỏe quý vị nhé. Đó, quay rất chậm, chi tiết cho quý vị xem. Và đơn số 7, đơn này thì gió bay mất cát, chia sẻ cho quý vị một cái mức giá cực kỳ yêu thương là 300.000. Đó, tiếp theo là một cái đơn số 8, chia sẻ cho quý vị cũng là 300.000, gáy một chút lá này nhưng không ảnh hưởng quý vị nhé. Nó sẽ sống rất là khỏe mạnh và rễ nó rất là khỏe, chia sẻ cho quý vị và các bạn là 300.000. Tiếp tục là 52, ghi số 4. Ghi số 4 chia sẻ quý vị là 600.000, đẹp sắc nước nghiêng thành, cây rất là khỏe, rất là đanh quý vị ạ. Đó, đơn số 3 cũng là ghi 52, chia sẻ quý vị cũng là 600.000 đồng quý vị nhé. Tiếp theo thì để nói về cái dòng bẹt huyền diệu hay còn gọi là mít huyền diệu, ở đây thì có combo là 4 cây, 5 cây quý vị ạ. Đó, còn cái chậu ngoài kia thì nó thối hỏng mất rồi. 5 chậu này nếu mà quý vị mà thích sưu tầm thì Lan Phong sẽ chia sẻ cho quý vị một cái mức giá cực kỳ yêu thương là 300.000 đồng cho 5 cây như hình quý vị nhé. Đó, quý vị có thể về nhổ ra trồng vào một chậu to thành tác phẩm rất là đẹp. Và tiếp theo thì ở đây có 3 cây hoa, xin lỗi, 3 cây hồng á hậu. Đây là đơn số 10, chia sẻ cho quý vị là 400.000 đồng nó vào khoảng 45 xăng cho đơn số 10 quý vị nha. Đó, tiếp theo nó là một cái đơn số 11, chia sẻ cho quý vị một cái mức giá yêu thương là 300.000 đồng. Đó, hoa nó nở cuống vẫn còn quý vị ạ. Và đơn số 12 cũng chia sẻ cho quý vị là 300.000 đồng quý vị nhé. Cây rất to, rất lực. Đó, quý vị nhìn kỹ nhé, cuống hoa vẫn còn. Đó. Và tiếp theo là một đơn hồng sao hỏa kỳ 52 như hình, chia sẻ cho quý vị một cái mức giá cực kỳ yêu thương là 300.000 đồng. Mọi chi tiết quý vị có thể liên hệ trực tiếp cho Lan Phong. Tiếp theo là một đơn hồng liên anh hai thân như hình, chia sẻ cho quý vị một cái giò hồng liên anh hoa rất là đẹp, ba hai thân như cần câu luôn quý vị nhé. Một cái mức giá là 350.000 đồng. Nó rất là đẹp quý vị ạ, rất là đanh cây và rất là khỏe cây luôn. Đó, hồng liên anh
350.000 đồng một mặt hoa, rất là đáng siêu tầm quý vị nhé. Đó, cá giò to chà bá luôn. Và tiếp tục là một cái đơn số 10, hồng lạc sơn, một mặt hoa cũng khá là đẹp, chia sẻ quý vị giá là 200.000 đồng. Hồng lạc sơn quý vị nhé. Đó. Và tiếp theo là một đơn số 9, 5 cái trắng gấu trúc, chia sẻ cho quý vị giá là 800.000 đồng. Đó quý vị nhé, 800.000 đồng. Và đơn số 8 vẫn là gấu trúc, chia sẻ cho quý vị là 600.000 đồng. Và quý vị mua hàng nên cân nhắc kỹ lưỡng tài chính. Và đơn số 2 là một đơn hồng bồng lai, cây khá là đẹp và bắt mắt, chia sẻ yêu thương cho toàn thể quý vị giá là 1.000.000 đồng. Và trong video ngày nay sẽ chia sẻ quý vị giá là 800.000 đồng. Cây rất là khỏe quý vị nhé. Tiếp theo là đơn số 3 vẫn là hồng bồng lai, đơn này là 800.000 đồng. Trong hôm nay sẽ chia sẻ cho quý vị là 600.000 đồng quý vị nhé. Và tiếp tục là hai kỳ hoa hậu xứ Mường, chia sẻ cho quý vị là 600.000 đồng cho hai kỳ. Quý vị mua lẻ là 300.000 đồng một kỳ quý vị nhé. Đó. Và tiếp tục trở về đơn số 5 là bạch trà, chia sẻ quý vị 800.000 đồng. Và hôm nay sẽ lấy quý vị một cái mức giá cực kỳ yêu thương là 400.000 đồng. Đó. Và tiếp tục là một đơn số 17, người đẹp không tên. Để nói về người đẹp không tên thì cho quý vị hiểu thêm. Trước kia thì những phân khúc người đẹp không tên này thì rất là ít người có, chỉ những tay to vườn lớn mới có nhiều. Còn những vườn nhỏ thì phải cố đông để mua một kỳ như này với giá khoảng 5 tỷ đồng đến 6 tỷ đồng một cái kỳ như thế này. Đó. Và số lượng trên thị trường giống nó có giới hạn, xin nhấn mạnh quý vị là nó có giới hạn. Và đơn số 7 người đẹp không tên này sẽ chia sẻ quý vị 4.500.000. Và trong ngày hôm nay sẽ chia sẻ cho quý vị là 4.000.000 đồng quý vị nhé. Đó, quý vị có thể cân nhắc. Và đây là một cái mức giá cực kỳ yêu thương để cho quý vị các bạn sưu tập được những con giống chuẩn chỉnh quý vị nhé. Đó, người bán hàng thì ai cũng nói, luôn luôn nói hàng của tôi chuẩn, cây giống chuẩn. Đó, quý vị có thể cân nhắc. Đơn số 4, hồng phù hoa 1.500.000 đồng. Hôm nay sẽ chia sẻ quý vị một cái mức giá cũng cực kỳ giá trị và yêu thương là 1.000.000 đồng quý vị nhé. 1.000.000 đồng cho đơn số 4. Tiếp theo thì chuyển sang Juliet thì dòng Juliet này nó hơi còi một chút, nhưng chia sẻ quý vị thực tình mà nói là đơn 28, chia sẻ quý vị 1.000.000 đồng, cực kỳ yêu thương. Và đơn số 27 chia sẻ quý vị 1.000.000 đồng và sẽ lấy quý vị là 800.000 đồng, cực kỳ yêu thương. Đó quý vị nha, rất là yêu thương. Tiếp theo đơn 26 vẫn là Juliet, chia sẻ quý vị một cái mức giá yêu thương 1.000.000 đồng quý vị nha. Và quý vị đã biết rồi đó, 1.500.000 đồng đó, nhưng chia sẻ quý vị là 1.000.000 đồng, một cái mức giá là cực kỳ yêu thương rồi. Đơn số 3 là một kỳ 50 trắng anh Vũ, chia sẻ quý vị là 200.000 đồng đó quý vị nha. Và một kỳ Thảo Nguyên 2 chia sẻ quý vị là 200.000 đồng. Đó, quý vị thực sự sưu tầm những con giống chuẩn chính mà mình yêu thích thì liên hệ trực tiếp cho Lan và Ngọc Phòng. Và đơn số 2 là một kỳ Bảo Duy đầu chóp, chia sẻ quý vị 800.000 đồng. Và trong clip này thì sẽ lấy quý vị một cái mức giá yêu thương yêu đãi nhất là 500.000 đồng để cho quý vị sưu tầm giống nhé. Số lượng giới hạn những dòng phân khúc cao. Đó, còn những cờ đó thì sẽ không có nhiều, nó không có nhiều. Đơn số 1 là Bảo Duy,
chia sẻ cho quý vị kỳ đẹp sắc nước Nghinh Thành, giá là 2,5 triệu đồng quý vị nhé, một cái mức giá cực kỳ yêu thương. Tiếp tục là một cái đơn 24 chia sẻ quý vị, giá là 2 triệu đồng, người đẹp không tên đó. Và trong video lần này sẽ chia sẻ một cái mức giá hấp dẫn hơn là 1.800.000 đồng. Chuyển sang đơn số 25 vẫn là không tên, một cái mức giá là 2,5 triệu đồng và quý vị sưu tầm sẽ chia sẻ quý vị mức giá là 2,2 triệu đồng. Và tiếp tục là đơn số 27 và một đơn duy nhất Ngọc Sơn Cước, quý vị đã nhìn thấy là chia sẻ quý vị giá là 2 triệu đồng đó, 2 triệu đồng quý vị nhé. Và sẽ số lượng nó không có nhiều, rất là ít quý vị nhé. Đó, 2 triệu đồng, một cái mức giá cực kỳ yêu thương. Và đơn 26 và 25 là người đẹp Bình Dương chia sẻ quý vị 1 triệu đồng một cây, nhưng nó hơi nhỏ một chút vì nó là cây cắt khúc, tự nhiên nó là con giống và số lượng trên thị trường nó cũng không có nhiều. Và hôm nay sẽ chia sẻ quý vị 1 triệu là lấy quý vị 500 ngàn đồng cho quý vị sưu tầm. Tuy nó nhỏ nhưng vỏ nó có cao, rất là cao luôn đó quý vị nha. Còn nếu như một cây người đẹp Bình Dương mà nó to như thế này, chẳng hạn nó như thế này hoặc to hơn nữa, bán cho quý vị 400-500 ngàn. Một ngày Lan Văn Phong có thể bán 10 đến 20 đơn hàng quý vị. Đó, thực tế nó là như vậy. 500 ngàn đồng là một cái mức giá cực kỳ yêu thương. Đơn số 12 Long Bánh Trắng Vĩnh Khang chia sẻ quý vị 1.500.000 đồng. Và đơn số 13 vẫn là Vĩnh Khang chia sẻ quý vị một mức giá yêu thương 1.500.000 đồng. Đó, quý vị có thể liên hệ trực tiếp cho Lan Ngọc Phong. Và đơn số 9 cũng chia sẻ quý vị là 1.500.000 đồng, Long Bánh Trắng Vĩnh Khang. Và đơn số 6 Kinh Bắc khá là đẹp quý vị nhé, cây ăn nắng vàng ươm, rất là đanh cây, chia sẻ quý vị một cái mức giá là 3 triệu đồng. Và tiếp theo là Bẹt Kỳ Hoa, chia sẻ quý vị một mức giá yêu thương 1.500.000 đồng, rất là to luôn đó. Và tiếp tục là một đơn Ngọc Sơn Cước, Bạch Tuyết Ba Thân Như Hình, cây ăn nắng rất là béo, rất là mập, rất là đanh cây quý vị nha, chia sẻ một cái mức giá yêu thương là 3.200.000 đồng cho ba thân. Và sẽ chia sẻ quý vị là 3 triệu đồng. Và những giò nái này quý vị sang năm được tương đương với 6 mầm gốc. Tiếp tục là một con á hậu nái khủng đẹp vào khoảng 1 mét, và hôm nay sẽ chia sẻ quý vị là 1 triệu đồng, 1 triệu đồng quý vị nhé. Đó, và tiếp tục và cũng là cuối cùng một đơn Tiếu Điệp Hồng. Đó, có mọc tùm lum chưa có thời gian để nhổ. 2 thân đẹp sắc nước Nghiêng Thành chia sẻ quý vị là 400.000 đồng. 400.000 đồng quý vị nhé. Đó, và video xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin mến chào và tạm biệt.